Hi, xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2020, cũng còn khoảng hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc năm 2020. Thì hiện tại là mình đang có mặt trên đường cách mạng tháng 8, đoạn từ vòng xoay ngã 6 Dân Chủ đi về khu vực Hòa Hưng, Chí Hòa. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em lang thang khám phá một cái con hẻm rất là quen thuộc, và cũng có nhiều anh chị đã nhờ em đi quay hình ảnh của cái hẻm này để chia sẻ đến quý cô bác anh chị gần xa xem, để đỡ nhớ quê hương, đỡ nhớ đất nước. Thì cái đoạn Hòa Hưng Chí Hòa này hiện tại đang giải tỏa rất là nhiều, và em sẽ chia sẻ đến anh chị một cái con hẻm rất là quen thuộc ở khu vực này, đó là hẻm 475. Dạ, hẻm 475 đình Chí Hòa. Đường cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ em sẽ chạy vào bên trong cái hẻm này để cho các anh chị xem nhé. Dạ, cũng như là xem cái đình Chí Hòa hôm nay nó như thế nào vào tháng 11 năm 2020. Cái hẻm này thì cũng là lần đầu tiên em đi vào nên em cũng không biết nó như thế nào. Mời các anh chị cùng em khám phá cái hẻm này ngày hôm nay nhé. À, đây có một cái đình. Chắc là đình Chí Hòa nhưng mà là mặt sau. Đây là mặt sau của cái đình. Em sẽ vòng qua bên kia để qua cái mặt trước của cái đình này. Đình Chí Hòa, một cái đình rất là xưa, rất là cổ kính, có mặt rất là lâu đời trong cái hẻm này rồi. Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Chí Hòa. Như là cái sẽ có dự án sửa chữa tu bổ của cái đình Chí Hòa này các anh chị. Vào một cái con hẻm nhỏ trong đây coi nó như thế nào. Đi vào ngõ cục. Bên đây là cái mặt sau, mặt
sau của đình Chí Hòa. Cái đình cũng vừa phải. Không có một cái đình vừa phải thôi, cũng không có lớn lắm, nhưng mà một cái đình khá là xưa rồi anh chị. Môn thần đình Chí Hòa. Một cái đình rất là cổ kính, rất là xưa, lợp ngói âm dương, rất là đẹp. Nhưng mà cũng khá là cũ kỹ, xuống cấp rồi, nên là phải cần phải nâng cấp, duy tu và bảo dưỡng. Nhưng đó cũng là di tích lịch sử quốc gia. Di tích lịch sử quốc gia. Nói chung cái con hẻm này thì nó không có dài, nó không có dài, không có nhiều ngõ ngách như những con hẻm kia. Con hẻm cũng khá là đơn giản. Ngay đây là ngay khu vực Chí Hòa, Hòa Hưng đây. Ở đây thì người ta cũng đang giải tỏa, giải phóng mặt bằng rất là nhiều để mà xây cái nhà ga của tuyến metro số 2, tuyến Bến Thành Tham Lương. Sẽ quay lại đi vào một cái hẻm này cho các anh chị xem. Một cái hẻm cũng gần chỗ đình Chí Hòa. Sẵn tiện thì hôm nay em sẽ đi lòng vòng những cái hẻm chỗ khu vực Chí Hòa, Hòa Hưng này cho các anh chị xem. Đây là hẻm 493, 493 Cách Mạng Tháng 8. Phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng khá là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Trong này thì sẽ có một cái trường học Lê Thị Riêng. Đây sẽ có một cái trường học Lê Thị Riêng đây. Có một cái hẻm rất là nhỏ. Hẻm 493. Cái hẻm cũng khá là đẹp, đường xá rộng rãi. Nơi đây bà con sống sinh hoạt yên tĩnh,
Ở đây là thuộc phường 13, quận 10 anh chị. Đây thì cũng gọi là chằng chịt hẻm, không biết là nó sẽ ra đâu. Bây giờ anh chị thấy hẻm hóc ở trong Sài Gòn, khu vực quận 10 cũng khá là ok anh chị. Toàn là hẻm lớn lớn, cũng sạch sẽ, khang trang. Nói chung sống trong những con hẻm như vậy thì cũng khá là ok rồi. Sẽ quay lại qua cái hẻm 493 trở lại. Đây là hẻm 463. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2020. Thì em cũng lang thang khu vực Hòa Hưng Chí Hòa để gọi đến hình ảnh những con hẻm, hẻm Đình Chí Hòa, hẻm 493, hẻm 463 để cho các anh chị ra từng sống và làm việc ở đây và cùng ngắm lại góc phố, con đường xưa, ngắm lại những cái nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu năm qua rồi không có dịp để trở về Việt Nam để ngắm nhìn lại quê hương đất nước. Thì cũng có nhờ em đi quay một số con hẻm ở khu vực Hòa Hưng Chí Hòa này để cho các anh chị được ngắm nhìn lại. Phở bò và trong hẻm cũng có một cái quán phở bán cho người dân địa phương, bán cho người dân địa phương cũng khá là thú vị. Sáng mình sạc ra đầu ngõ là có những cái quán để mình ăn rồi. Cái hẻm 493 này khá là dài, còn đi thẳng ra ngoài sau nữa mà em chưa có đi. Em quẹo qua cái 493 này, còn cái 463 là khá là dài.
trên Bình Thạnh. Chẳng chụp trong đây lòn lõi. Quá là nhiều ngõ ngách đi lòng vòng. Lòng vòng như là một mê hồng trận. Vô cái khu Hưng Chí Hòa này, hẻm cũng gọi là cũng không có thua gì khu Bàn Cờ, chằng chịt những con hẻm. Dịch những con hẻm khu trung tâm quận 10 là kinh thật. Bên này cũng là 493. Cái con hẻm này khá là lớn anh chị. Đi lòng vòng bây giờ vẫn là 493. Này có thể là nó sẽ thông qua bên đường Hồ Bát Kiện nè. Nó còn rất là nhiều cái hẻm nhỏ nữa. Quá là lằng ngoằng lèo ngoèo luôn. Có thể nó thông qua bên tới bên Hồ Bát Kiện. Hồ Bát Kiện, phường 15, quận 10. Chỗ này là cái hẻm của Tô Hiến Thành. Dạ, hẻm Tô Hiến Thành đi ra trại giam Chí Hòa anh chị. Hai ngày xong là được mỗi đi qua. Nếu như mình đâm qua bên kia luôn là sẽ đi qua bên trại giam Chí Hòa.
đủ bông sao và trái 10.000. Quá trời, lằng ngoằng còn rất là nhiều cái hẻm nhỏ nữa. Sẽ đi vào những cái hẻm nhỏ 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 đó cho các anh chị xem. Dạ, hẻm này giống như là một cái hẻm chính, hẻm đường lớn. Ngoài ra nó còn rất là nhiều cái hẻm mà nhỏ nhỏ, vừa một chiếc xe chạy thôi. Mình quẹo vào những cái hẻm đó thì nói chung nó nhỏ, mình đi có thể là bị kẹt xe thì nó hơi vướng víu. Dạ, nên mình đi những hẻm lớn gì đi. Hẻm 493 này cũng khá là rộng, khá là sạch sẽ, ở thì cũng yên tĩnh, nhưng mà hẻm hơi dài. Và đầu hẻm 493 cách mạng tháng 8 thì vào đến bên trong thì nó chia ra khá là nhiều nhánh, nhà nhánh nào cũng là 493 sẹt sẹt. Đây là 493 sẹt 6 rồi. Chính của 493 đây. Dạ. Hồi nãy là mình đi 493-6, 493-4. Một con hẻm khá là rộng rãi. Nãy giờ anh đi lòng vòng gửi hình ảnh đến các anh chị xem, cũng như ngắm nhìn lại con hẻm 493, rồi con hẻm 463, rồi con hẻm Đinh Chí Hòa, đây cho các anh chị xem, cũng như là ngắm nhìn lại những con hẻm xưa nơi đã mình từng sống và làm việc. Dạ thì em cũng xin dừng hoạt động của tôi clip ở đây. Hẹn gặp lại quý các anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào và hẹn gặp lại.